Hoa quá đẹp. Hoa hôm nay lại trổ bông. Chuẩn bị cho mùa xuân đến. Quá nhiều hoa. Người ta trồng của quý vị ơi. Thưa quý vị anh chị và các bạn. Quý ông bà cô bác, anh chị và các bạn. Người ta trồng hoa để chuẩn bị cho ngày Tết nè. Trong cái sọt ngắn hôm trước mình có quay là lúc người ta mới chiết ra bầu, nó chưa có hoa cây con. Hôm nay có hoa, ô trời, quá nhiều hoa đẹp. Ô ô xa xa bên kia là hoa mộng gà, ở đây là cúc vạn thọ. Ô vạn thọ. Người ta bán thôi. Quá chừng hoa quý vị. Vạn thọ đỏ, vạn thọ vàng, ở bên đây màu vàng. Vạn thọ vàng. Xa xa bên kia là hoa mộng gà. Quá nhiều hoa. Hoa hôm nay trổ hoa báo hiệu một mùa xuân ở Nam Việt Nam. Thưa quý vị, thưa quý ông bà, anh chị và các bạn ở miền Nam Việt Nam nhé. Ok, tại miền Nam Việt Nam, một tỉnh lẻ thôi. Ok, hẹn gặp lại quý vị anh chị video khác ha. Vui.